Ôi, gì đấy? Không ngủ nữa mẹ. Thôi thôi thôi. Mẹ mẹ mẹ. Không nôn, không nôn. Đây đây đây. Vào vệ sinh nhá, vào vệ sinh. Đây đây đây. Sao không? Đau không? Được rồi, đây đây. Ngoan 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 ngoan. Ngoan. Đi vào vệ sinh. Nào. Chạy đi đâu? Đi vào vệ sinh. Nhanh. Này. À. Gì đấy? Đi chơi không nói đúng không? Không bao giờ có một câu. Bỏ ra. Trong cuộc đời anh có cái gì quan trọng không là được anh? Không. Anh tưởng là một mình biết đi chơi nhá. Rồi rồi rồi. Tưởng mọi chuyện rồi. Ơ kìa, ấm mà. Đi sao không sao? Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Sorry, sorry, sorry. Mẹ ơi, cứu con. Ôi, gì cứu? Đâu? Xóa mới ta nghe. Mẹ ơi. Không. Rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Điền này. Thôi. Rồi, đi vào. Sao nữa? Ok này. Nào, không chạy, không. Không chạy. Đấy. Wow. Biết cái gì không? Cái chết. Vâng, rồi cái chốt, rồi cái chốt, cái chốt. Cái này á? Còn lâu mẹ vào. Ừ, còn lâu mẹ vào. Rồi, rồi, rồi. Cái gì thế này? Ờ, mẹ đợi con chốt thế này? Mở ra. Mẹ con gì con đây? Đây, 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 mẹ ra đi. Hào. Ôi, hàng xóm người ta cũng cho mẹ uống cốc nước chanh cho nó tỉnh đi. Mẹ, mẹ này. Đây. Hào. Cái gì đấy nhỉ? Mẹ có biết cái gì đây không? Cái chốt. Đi. Ôi, mẹ. Mẹ ơi. Hai con vừa làm mất 100 cành luôn mẹ ạ. Mẹ không biết đâu. Mẹ có một chuyện kinh khủng cực. Chị Hoa mẹ. Chị Hoa. Cái gì thế cái con này? Chị Hoa trẻ cả móng tay cơ mà. Xong rồi á, chị con bảo là cái gì mà chị Hoa may mắn ý. Ôi. Thôi đi nào, đây cái con này, nó say quá rồi đấy này. Làm sao thế? Con biết thừa mẹ, tức con vụ con đổi khóa đúng không? Biết mà còn làm. Thì thực ra là con cũng không muốn đổi. Ôi trời ơi, Đức Anh ơi. Đây. Không, mẹ, tất cả là tại cái anh này này. Anh ấy bảo là phải tay khóa. Chứ có con không muốn tay đâu hả? Rồi, rồi, đúng rồi, không? Rồi. Thế cái chốt kia là ý tưởng của đứa nào? Mai gọi thợ khóa tháo ngay, mẹ không đồng ý. Mẹ này, mẹ có biết mỗi lần mẹ mắng con tìm con đau lắm không? Đau ở đây, con đau lắm, mẹ có biết. Ôi con ơi. Ôi trời ơi. Khổ quá thế này, con đi cái. Sao không? Con cho nó đi ngủ đi, sáng mai mẹ nói chuyện. Mẹ ơi. Nào không? Nào mẹ này, nghiêm túc nhắc nhở mẹ một điều. Là mẹ phải khéo léo với con hơn. Hả? Con đã khéo léo với mẹ lắm rồi mà. Nếu không á thì con thật là chê. Cái gì? Cái gì đấy? Chê. Nó nói cái gì đấy? Nó liên tiếp, nó liên tiếp. Mẹ đừng để ý, vợ con say. Rất chê. Con xẹp nó như thế nào chứ? Mẹ không chịu được nữa đâu. Mẹ về phòng nghỉ rồi, mai vợ chồng con xin lỗi mẹ. Nó có thế này đâu. Là chê thật là chê. Này, không phải con mượn rượu để con mắng mẹ không? Không phải. Nó mượn rượu để nó nói mẹ đây. Mẹ đây đi sao? Thôi. Thật là chê thật chê mẹ. Ôi, con lấy mẹ nào. Sợ quá. Không hiểu sao mà phải uống nhiều thế nhỉ? Rồi ngửa cổ lên nào. Sợ quá. Đau đầu. Sao?
Đâu? Đây được chưa? Thôi. Sau thì uống vừa vừa thôi nhá. Mà anh có công nhận là mẹ đáng chê không? Sau mẹ là anh. Không. Chê cái khủng khiếp. Có lúc mẹ bảo em là mẹ em không biết dạy em đàng hoàng. Thế mà mẹ có dạy anh đàng hoàng đâu. Anh vẫn ngoại tình thế thôi. Nên là cái cuộc hôn nhân của mình hàng mã thế đó. Em giúp nhắc nhở mẹ một điều. Con hơn một chút. Hân. Con cũng khéo léo với mẹ mà. Nếu không á thì con rất là chê. Chị Giang ơi, dậy chưa? Ơ chị dậy rồi sao không ra tưới cấy? Sao mặt như đâm lê thế kia? Nhờ phúc con dâu tôi đi. Có chính sự gì à chị? Đấy, không có em ở đây là xảy ra bao nhiêu chuyện. Chị, kể nghe với. Tôi đang điên đấy. Cô đừng có chọc vào tôi nữa. Hôm nay cho ăn cái gì? Vẫn phở, ăn luôn không? Đây. Cô lên gác lấy quần áo sấy cho tôi đi. Dạ. Bỏ luôn không? Luôn nhá. Thôi thôi. Tí pha em cũng nước chanh nhá. Ok. Này. Căng lắm đấy.
Mẹ Hân đi làm ạ. Không ăn sáng mà đã đi làm à? Dạ thôi con sắp muộn rồi ạ. Để lát con ăn sau ạ. Được anh. Mẹ ơi, cái khóa hôm qua nó hỏng thật đấy ạ. Chứ không phải là Hân nói dối mẹ đâu. Còn hôm qua thì bọn con xin lỗi tại vì thay khóa mà không xin phép mẹ trước. Tài cũng nghĩ là tiện, đằng nào cũng gọi thợ khóa đến rồi thay rồi lau dọn một thể luôn. Không chỉ chuyện cái khóa. Qua cái chuyện vợ con say toàn nói linh tinh thôi. Mẹ đừng chấp nhá. Mẹ chưa nói xong mà con đã bênh vợ con xong rồi nhỉ? Giờ coi vợ hơn mẹ rồi. Đâu. Con gái là con người ta, nhưng nhà này có thằng con trai cũng là con người ta nốt. Số mẹ vô phúc, mẹ phải chịu thôi. Không. Làm gì có con người ta nào. Đâu? Người ta đâu? Đây thì có mỗi con trai bà Đặng Kiều Giang. Con trai của mẹ, con trai duy nhất của mẹ. Con nói con nghe mẹ, đúng không? Dạ vâng. Có chuyện này mẹ cũng không định nói đâu. Nhưng mà tình hình cái Hân nó cứ bất ổn như thế này thì ra ở riêng mẹ không yên tâm chút nào. Việc chị Lan đã làm cho mẹ phải suy nghĩ nhiều. Nhà cửa lúc nào cũng vắng vẻ hiu quạnh. Mẹ buồn lắm. Chuyện chị Lan thì mẹ không phải lo đâu. Bây giờ nhà mình đã chấp nhận chi một số tiền cho cái thằng kia để yên chuyện rồi. Thôi coi như qua. Còn chuyện bọn con giờ ở riêng thì đã quyết định từ trước rồi mà. Đành thế. Nhưng mà... Con có muốn đâu. Thật đấy chứ. Bây giờ ở bên này đang thoải mái, cơm bứng nước gió chả phải lo nghĩ gì cả. Chuyển đi cũng ngại quá. Mà chưa kể nhá. Bây giờ đang yên, đang lành, chuyển đi như thế. Để nào họ hàng xong rồi hàng xóm bàn tán. Lời ra lời vào ngại phết. Con nghĩ thế là đúng đấy. Nhận nhà xong cho thuê luôn đi. Cũng được 10 triệu đấy. Thế nhưng mà lại phải nói chuyện lại với bố à? Ừ. Thì tại chuyện này con với bố bàn bạc với nhau từ trước rồi. Bố quyết rồi mà. Việc con ra ở riêng là ý của bố á? Vâng. Ui, đây không phải là bố đồng ý đâu, mà là bố khuyên con, bố động viên ra ở riêng đấy. Sao không nói với mẹ? Bố chả nói gì với mẹ nhỉ? Ui, bố thì có bao giờ giải thích cái suy nghĩ của mình với ai đâu, toàn cứ quyết thôi. Thế mẹ lại cứ nghĩ là cái Hân nó xui con ra ở riêng đấy. Ôi, tuổi gì? Làm sao mà ép được con? Con thật, ở nhà này chỉ có bố mẹ ép được con chứ ai ép được. Thì con cũng đoán là chắc là bố cũng muốn con ra ngoài để tự lập, trưởng thành hơn. Cũng phải phấn đấu để trở thành trụ cột gia đình giống như là bố. Cái Hân nó như cục nợ như thế làm sao mà đã tự lập với trưởng thành được. Con đoán thế thôi chứ làm sao biết được. Nhiều khi ý của bố thâm sâu lắm. Thế bây giờ như nào nhỉ? Nghe là mẹ nói chuyện với bố ấy. Thôi. Thử. Bố là người suy nghĩ thấu đáo. Việc này mà đã quyết ấy, có khi cũng đúng đấy. Thế chốt mẹ nhở? Con cũng có dám cãi bố đâu. Thôi, coi như là thông suốt tư tưởng. Vì tương lai trở thành trụ cột của gia đình. Con đi làm mẹ nhá. Đấy, em biết ngay mà. Chứ cái Hân làm gì nó dám xui Đức Anh ra ở riêng. Chị toàn nghĩ ra cho cái Hân.
Không phải tự dưng mà nó mượn cớ là uống rượu say rồi hét vào mặt tôi như hôm qua đâu. Chuyện cái khóa thằng Đức Anh bảo là nó làm, nhưng mà tôi không tin đâu. Cái khóa là hỏng thật đấy. Em cầm vào nó còn rụng cái chốt ra cơ mà. Sao cô bảo cô không biết gì? Ừ, thì em thấy nó hỏng nên em vứt luôn. Hôm qua cái Hân nó say rượu như thế nào chị? Kể em nghe đi. Không tâm sự à? Chưa? Ừ, tỉnh rồi. Mày còn nhớ gì không đấy? Hôm qua mẹ chồng mà nhìn tao không được thân thiện lắm đâu. Có ai nhớ hay không? Hình như là tao gây chuyện gì rồi đúng không? Biết thế là tỉnh rồi. Tốt nhất hôm nay đừng chạm mặt mẹ. Nếu lỡ gặp ý, thì nhìn lại đi càng nhanh càng tốt. Biết rồi. Dậy rồi à? Đức Anh nó bảo là chị pha nước chanh cho em này, uống đi này. Uống. Thế tối hôm qua căng lắm hả? Không nói nha. Kể chị nghe với. Mẹ cứ đợi cả sáng cho con ngủ đủ giấc để nói chuyện. Giờ con lại đi luôn. Không chào mẹ à? Con chào mẹ ạ. Sáng nay con có khách hẹn nên phải đi luôn, chứ con không có ý đấy đâu ạ. Hôm qua con mượn rượu để mắng mẹ. Là mẹ biết con nghĩ về mẹ thế nào rồi. Con thực sự là con không nhớ đêm qua con nói gì. Nhưng mà nếu có gì không đúng thì con xin lỗi mẹ ạ. Mẹ bỏ qua giúp con mẹ nhé. Mình là người phụ nữ có gia đình, chơi bời gì thì cũng phải có điểm dừng. Chứ đi uống rượu say khướt ra rồi đêm hôm để người đàn ông khác đưa về, hàng xóm người ta biết, người ta lại bảo lắm mất nết. Mất nết đi ạ? Sao mẹ nói nặng nề thế? Thế con nghĩ việc con làm là nhẹ à? Đức Anh nó bảo với mẹ việc cái khóa là nó bảo con làm. Nhưng Đức Anh thì mẹ biết chứ, nhà của nó, việc gì mà phải khóa với chốt. Mẹ ạ, con nói cái này, nếu mẹ có mắng con hỗn thì con cũng chịu ạ. Nhưng mẹ có thấy là mẹ đang thiên vị quá không ạ? Anh Đức Anh làm sai cái gì mẹ cũng cố lái cho đúng. Còn con có đúng thì mẹ cũng cố bẻ cho sai. Anh ấy cả đêm không về, mẹ không nói một câu nào cả.
Mẹ còn lo lắng xót thương là xem là ngủ ở đâu. Còn con thì lập tức trở thành cái đứa mất nét. Mẹ thấy có hợp lý không ạ? Con xin phép mẹ cho con nói nốt. Mẹ nói là con dâu cũng như con gái, nhưng mà có thật thế không ạ? Nếu chị Lan là con cũng bị mẹ chồng đối xử như thế thì mẹ cảm thấy thế nào ạ? Cảm thấy thế nào á? Để tôi gọi điện cho mẹ chị tôi hỏi. Chứ tôi không thể nào mà tưởng tượng được. Xin lỗi mẹ, nhưng mà mẹ con không liên quan gì đến chuyện của con ạ. Con biết là con không đúng hết, nhưng cái gì sai con nhận. Con xin lỗi mẹ. Con cũng chỉ mong mẹ hiểu cho con một chút thôi ạ. Con xin phép, con đi đi ạ. Trời ơi, con đừng có làm cho vỡ tim nữa. Anh gọi điện thoại báo hôm nay về. Hôm nay về á? Sao về lúc nào cũng về, lại về lúc tôi đang điên tiết thế này. Cô xem trong nhà, chỗ nào sộc sạch thì phải chỉnh lại cho nó ngay ngắn gọn gàng. Không về, ông mắng cho đấy. Đúng rồi, anh về mà anh soi em, trừ lương em thì chết mất. Cô đi chợ đi, xem cái món gì mà khoái khẩu của ông ý thì mua về cho ông ấy ăn. Chị, bây giờ tóm lại là dọn dẹp hay là đi chợ trước? Cô đi chợ, còn tôi dọn dẹp. Vâng. Thoa. Chị ơi, em có phải là ba đầu sáu tay đâu mà bây giờ chị giao việc gì cho em thì em phân thân ạ. Mấy việc hôm nay ở nhà cô tuyệt đối không được nói với ông Thanh đâu nhá. Không, ông ấy bảo tôi không biết quản lý gia đình. Cái miệng của cô ấy, đừng để đi chơi xa như mấy lần trước. Ờ, đúng rồi. Anh Thanh rất là quý cái Hân. Nếu như mà anh Thanh biết rằng mấy hôm nay ở nhà chị với cái Hân sẽ... Chị yên tâm, em sẽ về một phe với chị. Ô ta kế. Biết là tốt. Em đi nhá. Ừ. Mình về rồi ạ. Được rồi. Từng giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài. Cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại qua hết đêm mong chờ ban mai. Tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Nào nắm